Trang Trần lần đầu chia sẻ về ân oán với Hương Giang, lên tiếng tố cáo Hoa hậu chuyển giới sống hai mặt với mình. Trang Trần quyết định chia sẻ mọi chuyện liên quan tới Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, xuất hiện trong một talk show mang tên Thị Phi. Cụ người mẫu Trang Trần đã lần đầu kể hết những ân oán giữa mình với Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang. Cụ người mẫu cũng đã có những giải đáp hết sức rõ ràng khi nhiều người tố cô sống hai mặt với Hương Giang. Khi được hỏi ngày xưa khi Hương Giang đầm sầm với vụ scandal thì chị cũng hùa theo xã hội để đạp Hương Giang xuống. Thế nhưng khi Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế thì chị lại một lần nữa tiếp tục hùa theo nói rằng Hương Giang xứng đáng. Vậy chị có nghĩ chị sống hai mặt với Hương Giang hay không? Trang Trần thẳng thắn trả lời, không có gì là hai mặt cả em. Thời điểm khi chị gặp vấn đề với công an, Hương Giang từng nói rằng Hương Giang không chơi với chị. Chị có thể mở album Hương Giang đi lệ với chị sau một chương trình truyền hình. Thời điểm đó Hương Giang chưa nổi tiếng và Giang là người cần chơi với chị vì lúc đó chị đã nổi tiếng rồi. Nhưng chị rất ghét, đã chơi với nhau, lúc gặp hoạn nạn lại quay ra đạp nhau xuống. Cụ người mẫu còn khá thẳng thắn chia sẻ rằng cô không hề chấp nhặt vì hành động đó vô cùng trẻ con. Nên thời gian sau này khi Hương Giang gặp những lùm xùm về phát ngôn vạ miệng với chú Trung Nhân thì Trang Trần quyết định trả lại một status với mục đích để Hương Giang thấm lại rằng việc đã chơi với nhau những lúc gặp hoạn nạn bị người ta đạp xuống là như thế nào. Chị không hận thù, thế nhưng chị sẽ trả lại những gì người ta làm với chị. Trước đó khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, chị chưa từng phủ nhận việc Hương Giang rất thông minh, cực kỳ nhanh nhẹn. Nhưng hành động chị viết status về vụ chú Trung Nhân, mục đích chính là chị muốn Hương Giang thấm. Điều đau nhất là việc đã từng có thời gian chơi với nhau, ăn chung ngủ chung kết thúc cuộc đua về, phận nấu cơm từng tháng từng nghèo nhà chị Trang Kiwi, sống với nhau như chị em trong nhà. Đã từng chơi thân tới mức lột từng cái da cháy cho nhau, nấu ăn cho nhau, vậy mà Hương Giang lên mạng bảo rằng không hề quen chị và không chơi với chị. Ai là người búp mé với may cho Hương Giang đi côn đảo? Đó chính là chị. Chị quyết định khóa album đó lại bởi vì chị không muốn nhìn thấy hình ảnh chị đã từng yêu quý một con người mà khi mình gặp nạn sẵn sàng đạp mình xuống. Trang Trần khẳng khái chia sẻ thêm rằng khi scandal của mình xảy ra, nếu không có gì ảnh hưởng tới mình thì có thể im lặng và không thể phát ngôn gì cả. Cụ người mẫu cũng chia sẻ thêm rằng Hương Giang có thể xem clip này và chính Hoa hậu chuyển giới quốc tế sẽ phải ngẫm rằng chính cô sai trước và đừng trách cụ người mẫu lại có những lời lẽ không đúng với mình. Khi Hương Giang đăng quang, chị thấy rất bình thường, Hương Giang đẹp và thông minh thì việc đăng quang là chuyện vô cùng bình thường và chị nghĩ rằng hoàn toàn xứng đáng, ai cũng có cái sai lầm. Chỉ có việc nhận ra lúc đó là đúng hay sai mà thôi. Càng ngày Hương Giang càng đẹp là do Giang ý thức được bản thân và chăm sóc bản thân tốt và ngày càng khôn khéo. Và tại sao khôn khéo được như hôm nay? Chính vì đã vấp từ những ngày xa xưa, đụng chạm vào người này người kia. Nhưng giờ thì ok rồi và chị vẫn chúc mừng Giang và chúc Giang ngày càng tỏa sáng hơn nữa. Chị không có tính thu vặt, nhưng chị sẽ trả lại cho những đứa nào chơi xấu với chị. Là lúc này hay lúc khác thôi, cuộc đời phải song phẳng. Khi em ném cho chị cái gì, chị sẽ trả ngược lại em cái đó, hoặc là hơn nữa, còn lại xong là hết mọi chuyện. Những chia sẻ mới đây của cụ người mẫu Trang Trần về những ân oán với Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang cũng đã nhận được nhiều phản ứng từ phía dân mạng. Trước đó, sau khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế, Trang Trần và Hương Giang trở nên thân thiết với nhau. Thời điểm sau đó, Trang Trần vướng một rắc rối và từng bị mời lên phường. Lúc này Hương Giang tiết lộ cô không chơi với Trang Trần. Sau đó, khi Hương Giang vướng vào ồn ào vạ miệng với nghệ sĩ Trung Dân, cụ người mẫu đã không ngờ hờn ngại vỗ mặt đàn em. Thời điểm Hương Giang đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Trang Trần lên tiếng chúc mừng đàn em và nói rằng danh hiệu này xứng đáng với cô. Chính vì điều này đã khiến khán giả nói rằng Trang Trần sống hai mặt với Hương Giang.